Cháu chào các ông bà, cháu chào các cô chú ạ. Ngân cũng xin gửi lời kính chào đến toàn thể các ông bà, các cô chú, các anh chị đang quay trở lại video tiếp theo trên nhà của cháu Quý. Ngày hôm nay thì Ngân đang về đây để thứ nhất là đang dự tính là sẽ cho nhờ người để cắt những cái cây xoan với lại một số cái cây mà hạt dổi ở đây trong cái diện tích mà sau này sẽ làm nhà cho cháu Quý. Và sau đấy thì cũng đo sẵn cái diện tích ông bà cô chú ạ. Bởi vì là hiện tại thì cũng chia sẻ với ông bà cô chú thế này, về cái vật liệu của nhà cháu Quý thì về căn bản cái bước đầu thì có gạch, có cát và có xi rồi. Thì Ngân cũng muốn là sẽ triển khai dần dần cho cháu, bởi vì nếu mà để lâu quá thì cái này nó cũng ảnh hưởng đến cái chất lượng của cái vật liệu. Nhưng thật sự là đợt này cũng rất là khó khăn, bởi vì là hiện tại là trên kênh Cuộc Sống Tây Bắc thì có 3 cái trường hợp có thể là phải tiến hành song song cùng một lúc. Đấy là trường hợp của cháu Giang và anh An thì cũng khá là lâu rồi. Cháu Giang và anh An thì được giúp đỡ về gạch, thì hiện tại là gạch cũng để là khá là lâu rồi, cho nên là cũng rất là sốt ruột ông bà cô chú ạ. Rồi trường hợp của cháu Yên Nhi thì hiện tại cũng được giúp và nhà hảo tâm ở bên Hoa Kỳ, mặc dù là cái kinh phí thì cũng chưa có đầy đủ, nhưng mà cũng muốn triển khai dần dần làm một cái căn phòng nho nhỏ cho cháu, bởi vì là chờ đợi cũng quá là lâu rồi. Chính vì thế thì hiện tại là Ngân cũng đang rất là khó khăn trong cái việc là không biết là làm cho cháu nào trước, bởi vì cháu nào thì cũng khó khăn, cháu nào thì cũng mong mỏi chờ đợi và cũng mong là có một cái căn nhà nho nhỏ mới để ở, mà căn nào cũng chưa đủ hoàn toàn về cái kinh phí, cái vật liệu, thành thử ra cũng không biết là phải làm thế nào cho nó hợp tình hợp lý. Chính vì thế thì bây giờ hiện tại Ngân cũng đang rất là khó khăn trong cái việc mà sẽ giúp cháu nào trước, bởi vì cháu nào cũng muốn hỗ trợ cho các cháu mà nó cũng dở trường, căn nào cũng chưa đủ kinh phí, thành thử ra là rất là tha thiết và ao ước rằng trong cái lúc mà nếu như làm phải làm 3 căn một lúc như thế này thì cũng mong là sẽ nhận được những cái sự giúp đỡ của các ông bà, các cô chú, những nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước, để Ngân chạy đi chạy lại một lúc 3 công trình như thế này thì cũng có đủ cái kinh phí làm cho các cháu hoàn thiện trong cái thời gian là sớm nhất. Ngân xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể cái sự giúp đỡ của các ông bà, các cô chú. Có giải phóng mấy cây này luôn này? Đây, giải phóng hết 3 này, 3 cây đây với lại mấy cây xoan ở trong kia luôn đấy. Vâng. Cậu em có họ có gọi chưa? Gọi em gọi rồi. Có thợ cắt rồi gì? Vâng, có thợ cắt rồi. Rồi, cái này cưa máy luôn nhỉ? Vâng. Một cây. Được đấy nha. Rồi. Cho bên này đi. Gửi bên này nhá. Để cái này còn chỗ này để tí còn đo móng mà. Coi này, cho được nào đấy? Kỹ thuật đấy nhỉ? Kỹ thuật đó. Không thì nguy hiểm đấy, nhìn sợ. Sợ đâu ạ, đằng dây điện này này. Này Quý này. Đó.
Con máy là nhanh nha. Chặt cái này mà chặt dìu thì có mà. Cả buổi không xong. Cả ngày ấy chứ. Em cũng không biết thả đâu nữa. Cái này phải thả chứ. Thả ngay chỗ đấy. Nó thả không thả vòng thôi, chắc không đến đâu, nhưng mà tôi không cần đâu. Hay là cho có chuẩn nó xuống như thế này không? Bây giờ cho chuẩn như thế này. Úi ơi, không cần đâu trời. Ba kéo thẳng cái này là xuống đây thôi mà. Đấy, nó không ra đằng đấy đâu. Đó. Cứ lên cao đi, lên cao hẳn đi, không bắt đầu kéo sang bên đấy. Kéo nó đổ là phải kéo chạy đấy chứ không phải là nó vừa chạy theo cái đổ của cây. Đấy. Không nó lại đập vào người. Không nó lại theo cái này chứ. Wow. Ông ơi, từ nhá. Ông lên đi, lên chào trên đi. Ok anh. Rồi ok em, xuống đi. Ông ơi, ông buộc phải cái cột cây bưởi cho. Rút chạy vào kia. Đấy. Bởi vì nó vướng cây khế, nó không vào nhà được đâu. Không vào nhà được. Đó. Rồi, cái này thôi. Phải đi thôi. Kéo lại. Đấy, cứ lu cái đấy. Đúng rồi. Đấy, cái nhu. Chú bò kéo không nhóm. Kéo nhá. Vâng. Rồi. Bật ra đấy nhỉ? Bật ra thôi. Đấy. Hay quá. Ui. Quá là chuẩn luôn. Quá chuẩn đấy. Ôi trời ơi. Nó vòng à? Trời, nó vòng qua bên nhà này đây. Cái này hôm trước là chắc là chặt bằng rìu hay bằng dao vậy đấy. Chắc không bằng dao thôi.
ra. Làm được. Rồi, quý cảm ơn bác ấy, chú ấy, anh gì đấy. Vâng. Em cảm ơn anh Quảng à. À, gọi bằng anh à? Vâng. À, vay vế à? Ok bác. Rồi, bây giờ thì chú cháu mình sẽ dọn sơ sơ đi một tí nhé. Dạ vâng ạ. Ừ, để xong rồi bắt đầu là mình thử đo xem cái diện tích như thế nào luôn nhé. Dạ. Ừ. Mà nhiều ngổn ngang quá nhỉ. Này dọn sao kịp đây. Cứ cho hết đằng sau này đã. Mình chỉ làm tới đoạn ngoài này thôi chứ không sâu hết ở trong đấy đâu. Mấy cây này nghe các bác bảo là trồng 4-5 năm rồi mà chưa nên quả. Cây hạt dối như ngày xưa gọi là vàng đen ở cái khu vực Lạc Sơn này đấy ông bà. Nhưng mà bây giờ thì nó mất giá rồi. Mấy năm nay bà con trồng cái này không ăn thua. Mình chỉ dọn một chỗ này thôi. À, quý này, sang đây chú nói này, cái nhà của cháu ạ, thì bây giờ chú Ngân sẽ thiết kế như thế này. Đất thì hôm trước là cậu bảo là cứ làm thì làm thoải mái đúng không? Dạ. Làm bao nhiêu cũng được đúng không? Dạ. Cho nên là bây giờ chú Ngân sẽ làm nhà, không làm nhà dọc đâu. Bởi vì làm nhà dọc á, thì chú Ngân thấy nó thiết kế kiểu nhà dọc nó rất là tốn diện tích. Đó, thì Ngân cũng chia sẻ với ông bà luôn. Ý nếu mà ông bà thấy nó có cái hình thức như làm như nào nó hợp lý thì có thể chia sẻ với chú cháu Ngân ở bên dưới video, bình luận ở bên dưới video để chú cháu Ngân cũng có một cái phương án làm nó hiệu quả, mà có cái căn nhà nó hợp lý và cũng đẹp nhất ông bà của chú. Bởi vì cái đất thì rất là thoải mái. Thì Ngân đang tính là sẽ làm cái nhà ngang. Nhà ngang thì với cái chiều ngang từ bên chỗ mép đường bên này và qua đến cái bên phía bên này sẽ là khoảng 7 mét. Đó, 7 mét. Và còn cái chiều mà dọc đi theo cái bờ tường bên này á, thì sẽ là 5 mét. Thì sẽ là khoảng 75-35 là cái gian nhà chính này sẽ như thế. Trong 35m² này thì sẽ chia thành 2 phòng ngủ với một gian phòng khách nhỏ nhỏ. Thì sẽ có một cái cửa đâm ra phía sau này. Sau này ra phía sau này thì khoảng độ tầm 15m² thì sẽ bao gồm trong đấy có một nhà vệ sinh và nhà bếp. Làm như thế thì nó sẽ có một cái là lúc mà mình chia phòng á, thì mình không phải mất cái con đường để mình làm cái con đường xuyên suốt từ gian phòng khách đi vào trong nhà bếp vào cả hai cái phòng. Bởi vì nếu mà theo như Ngân tính ấy, nếu như mà làm nhà dọc như này thì khi mà mình làm hai phòng kế vào nhau thì phải có một cái con đường đi ở bên cái mép tường với là cái mép bên phòng này, thì có cái cửa bước vào, cửa bước vào thì mới ra được lối ra được nhà bếp và nhà vệ sinh. Vô hình dung như vậy thì nó sẽ mất đi cái diện tích mà ít nhất là khoảng độ 80 phân cái con đường đi, cái hành lang để đi vào phía sau này, thông ra phía sau đấy. Như vậy là hiện tại là mình đang tiết kiệm với là muốn cái gian phòng ở nó sẽ thoải mái hơn. Đất thì không lo thiếu, nhưng mà nếu mà làm nhiều, làm rộng thì nó lại sẽ nâng cái kinh phí lên, thì như thế nào nó sẽ tốn kém hơn. Còn làm cái nhà ngang như thế này thì khi mà làm chẳng hạn như hai cái phòng ngủ ở bên này hoặc là hai cái phòng ngủ ở bên này thì sẽ có cái gian phòng khách, ví dụ phòng ngủ bên này thì gian phòng khách ở bên này,
thì sẽ ở bên góc cuối nó sẽ có một cái con đường để dẫn ra là ngoài này, dẫn ra là ngoài này là sẽ có cái một nhà bếp nhỏ nhỏ này, xong rồi đến nhà vệ sinh này, còn bên này có thể là một cái khoảng sân, hoặc là làm ngược lại thì cũng vậy. Nếu như vậy thì anh Ngân nghĩ là nó sẽ đỡ tốn cái hành lang. Nhưng mà cái này là theo cái tính toán của chú Ngân thôi. Thì chú cháu mình vẫn phải lắng nghe cái sự góp ý, chia sẻ của các ông bà, các cô chú, các anh chị, để chú cháu mình có một cái cách thiết kế ngôi nhà vừa tiết kiệm, vừa đầy đủ công năng, và cũng gọi là đẹp mà theo cái khả năng của mình nữa. Đó, thì chú Ngân sẽ nghiên cứu như thế. Và bây giờ thì chú cháu mình có thể là mình sẽ đi căng sơ sơ. Đó, mình căng trước mắt là mình căng như thế để mình biết rằng là làm như thế nó có hợp lý hay không, để ông bà cũng nhìn thấy cái hình dạng của ngôi nhà đó, bởi vì là không còn bao lâu nữa là chú cháu mình phải khởi công rồi. Yeah. Thì bây giờ giao đâu thì mình chú cháu mình sẽ đi chặt vài cái cây cao cao lên, mình bắt đầu lấy. Chú Ngân có mua đây rồi, có thước và có dây ở đây, là mình sẽ căng cao lên thôi, bởi vì mấy cái cây như này thì chắc là phải để đông đông người thì mình mới dọn được, chứ hai chú cháu mình khiêng mấy cái cây này thì có một ngất ra nhé. Yeah. Cây nó nặng lắm. Mai cháu phải lên trường không? Dạ có ạ. Nếu mà lúc nào rảnh thì tranh thủ dọn những cái nhỏ đi nhá. Dạ. Là để chú chặt cái này đi, vớt đi ra. Cái này tí làm cây cắm luôn. Để đây, đi làm cây cắm. Cháu ra gần ngoài mép đường kia. Để chú dư ra từ ngoài kia vào tầm 5-6 mét thôi. Rồi, tới đấy thôi, tới cột điện thôi, đó. Cái này thì mình để lại cái đường vào lấy để lại tầm khoảng độ 5 mét đi. Rồi, tới đây. Đó, để đây. Rồi, cháu để đây nhá. Sân thì cứ để đất nó sâu sâu như này thì chắc là có lẽ để tầm 4 mét sân để cho nó thoải mái. Rồi cháu thả ra. Đó. Cắm tạm một tí nữa mình chú cháu mình đi chặt cái cây mình cắm cho nó đàng hoàng để chú đo thử đó. Bây giờ nếu như nhà mà làm chiều này là 5 mét. Rồi. Đấy. Như vậy nếu như làm như thế thì cái chiều nhà gian nhà chính ở đây tức là khoảng 5 mét là đến đây. Và sau đấy là bước vào bên trong này sẽ là còn là một nhà bếp và nhà vệ sinh. Bên này phải làm 7 mét này. Đúng cái chỗ chú cắm nhá. Đấy, 7 mét đây đây. Rồi, cháu thả thước ra. Thêm 1 mét ở đây, 5 mét. Đó, rồi. Rồi, cho thả ra. Làm nhà ngang này thì nhìn mặt tiền phía trước nó rộng hơn. Rồi. Dưới chú đi, chú này. Thêm 1 mét thôi. 5 mét này. Đầu tiên là do đo diện tích của căn nhà phải 35 mét vuông thì mới được hai phòng được, hai phòng với một phòng khách được. Đấy, cái này nó vướng nhiều cái quá cho nên là chú cháu mình
gọi là rồi kéo kéo lên cái đầu kia đó, kéo căng lên to này, chắc luôn. Còn bên kia đấy, cuốn nữa một vòng rồi chọc. Vậy diện tích như thế này, chiều này là 5m này, chiều này là 7m này, là 75-35. Với diện tích là 35m² này, ông bà cô chú thì Ngân sẽ chia chia ra thì mỗi phòng ngủ thì sẽ được 10m², còn cái gian phòng khách nhỏ sẽ là 15m². Vậy cháu cầm từ cái đầu kia cho chú. Đây trước này. Bây giờ cái này là chiều này là 5m thì sẽ chia đôi. Cái này là Ngân tính là tính sẽ tính là cái diện tích sử dụng ông bà cô chú ạ. Chia đôi ra là mỗi chiều bên kia là sẽ là 2m rưỡi. 2m rưỡi thì bên này phải là 4m thì nó phải mới được là 10m² này. Một phòng thì 10m² là cũng được rồi. Đó lại là những cái căn nhà mà làm cho các cháu thì trước đây thì cũng tầm 10m² thôi là cũng đủ thoải mái rồi. Rồi cháu thả thứ ra. Dưới nhá. Rồi, cho buộc nhẹ vào thôi, là gá vào thôi mà. Nào. Như thế này đấy ông bà cô chú ạ, hiện tại là riêng cái gian nhà chính của cháu Quý là Ngân dự định, cái này là chưa phải là quyết định, mà dự định là sẽ làm như thế này. Ở đây sẽ là khi mà bước vào, đấy, bước vào ngay chỗ này, nó sẽ có một cái cửa chính ở chỗ này. Đó, và đi bước vào đây. Bước vào đây sẽ là gian phòng khách. Gian phòng khách là 15m². Dạ. Ở chỗ này nó sẽ có một cái cửa để bước vào một phòng ngủ ở đây. Dạ. Phòng ngủ này thì bên phía mặt hướng ra bên ngoài này. Dạ. Sẽ có một cái cửa sổ hướng ra ngoài đường. Đó, còn ở đây sẽ là một cái cửa. Dạ. Đấy, để bước vào phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai này là thế cửa sổ là sẽ để một là góc bên đấy. Một là chúng Ngân sẽ để cửa ở chỗ đấy, đúng không? Dạ. Hai là sẽ để cửa ở đây. Dạ. Đó, bởi vì là chúng Ngân sẽ thiết kế là thiết kế theo cái cách là nhà bếp và nhà vệ sinh sẽ tách rời cùng không gian ở trong một cái khu này, nhưng mà sẽ là tách hẳn ra bên ngoài. Dạ. Đó, bây giờ ví dụ như chẳng hạn ở đây là có một cái cửa để bước ra này, bên kia thì sẽ không có cửa, hoặc bên kia có cửa thì bên này không có cửa. Dạ. Đó thì kế tiếp nối vào bên này thì chúng con sẽ xây để lại tầm diện tích khoảng độ 12m² đến 15m². Dạ. Thì cái diện tích nó sẽ là tầm 50m² đó. Dạ. Cả nhà bếp và nhà vệ sinh cái này là 35m rồi, bên ngoài này tầm 15m² nữa. Ví dụ như làm cái cửa ở đây thì bước ra đây là sẽ bước vào cửa nhà bếp ở đây. Dạ. Đó, bước vào cửa nhà bếp ở đây và thẳng xuống dưới này sẽ là một cái cửa của nhà vệ sinh ở đây, nhà tắm ở đây đó. Vệ nhà vệ sinh và tắm ở đây, xong rồi ngay chỗ này sẽ là một cái hành lang. Hành lang ở chỗ này là sẽ đổ cái sân. Dạ. Đó, có cái sân vây quanh đúng bằng cái mép của cái nhà vệ sinh ở dưới đấy, đổ vuông bắn như thế này. Dạ. Và nếu như có điều kiện thì sẽ bắn cái mái hiên, và ở đây thì ở ngoài này cũng có cái vòi nước nữa. Tiếp ra dưới kia thì sau này có thể là chuồng chăn nuôi. Dạ. Của hai mẹ con, tức là không ở bên kia chuồng gà, không cho ở bên kia nữa, mà là chuồng gà chuồng lợn ở sát dưới đấy luôn, theo. Dạ. Một cái quần thể của nó đi dọc và suốt như thế luôn. Dạ.
trước mắt là chú cũng chưa quyết định là sẽ làm như thế nào đâu, nhưng mà về cơ bản là chú Ngân nghĩ là như thế nó sẽ rất là hợp lý hơn. Dạ. Đó, đấy là theo quan điểm của chú Ngân. Dạ vâng ạ. Rồi còn nếu như làm nhà dọc á, làm nhà dọc này thì một cái chiều dọc suốt rồi này thì vẫn phải làm phòng như này. Dạ. Đó, nhưng mà bởi vì nhà dọc nó sẽ không có cái phòng khách ở bên ngang này đâu. Dạ. Phòng khách là sẽ phải nối tiếp ra là ngoài sân kia. Ờ, như vậy thì có nghĩa là bên cái lối hành lang này mình phải để được tầm khoảng độ 80 phân để mình làm cái đường đi. Đấy, đường đi ra đây để ra nhà bếp mà. Thì nó vô tình là sẽ mất đi cái khoảng không gian ở trên này. Đó, bởi vì là diện tích của các chú không thể xây rộng ra được. Đây thì không đủ kinh phí. Mình phải làm cái nào, thiết kế nào cho nó tiện thôi. Dạ. Về cái nhà cháu Quý thì tạm thời là có lẽ là sẽ thiết kế như thế ông bà của chú ạ. Còn ông bà cô chú nào mà có cái ý tưởng hay hay là có cái cách thiết kế hay thì có thể là cho chú cháu Ngân một vài lời khuyên, bình luận ở bên dưới video đấy ạ, để chú cháu Ngân tham khảo để có một cái cách thiết kế là hợp lý nhất, đẹp nhất và cũng tiết kiệm nhất là chi phí. Do là cái đất ở trong này là nó cũng tương đối bằng phẳng, nhưng mà so với cái mặt đường ngoài kia nó cũng thấp hơn là khá là nhiều, cho nên là chắc chắn là cái móng nhà cháu Quý là cũng phải nâng lên tầm này đấy ông bà cô chú ạ. Đấy, phải xây cao móng lên tầm cỡ này xong bắt đầu mới đổ đất lên bên trên này thì nó mới bằng cái ngoài mặt đường được. Nó không thể nào xây thấp hơn ở dưới thì sau này làm đường thì nâng lên và có thể là nước nó sẽ chảy hết vào trong nhà, thành thử là phải làm lại, phải nâng cao lên bằng tầng này. Đó thì hy vọng là sẽ có một căn nhà như cháu Hằng ước mơ. Dạ. Đó thì Ngân cũng rất là mong là sẽ nhận được thêm những cái sự giúp đỡ của ông bà, các cô chú, các anh chị nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước để cũng có kinh phí đầy đủ hơn để làm nhà thì không bị gián đoạn ông bà. Như ở đầu video thì Ngân cũng có chia sẻ hiện tại là có 3 cái hoàn cảnh. Trên kênh của Cuộc Sống Tây Bắc thì Ngân đang phải tiến hành đồng thời một lúc, bởi vì là ông bà, cô chú giúp cho hoàn cảnh nào thì cũng mong muốn là cái tình cảm, cái sự quan tâm của mình nhìn thấy được chia sẻ đến các cháu sớm nhất và nhanh nhất. Chính vì thế thì Ngân không biết là phải làm như nào để cho vừa lòng tất cả. Cho nên là trong cái quá trình mà triển khai thì cũng mong muốn là các ông bà, các cô chú, đặc biệt là những nhà hảo tâm giúp đỡ thì cũng hết sức thông cảm và cũng mong là sẽ nhận được thêm những cái sự giúp đỡ khác nữa để Ngân sớm triển khai được một lúc 3 căn song song như thế này. Thì tạm thời là ngày hôm nay như thế nhé Quý nhé. Dạ. Chú cháu mình tạm biệt ở đây để chú Ngân cũng sắp chuẩn bị sẽ khởi công để làm nhà. Trong quá trình làm thì chú cứ làm túc tắc, vừa làm vừa kêu gọi thêm. Dạ, bởi vì là kinh phí hiện tại là chưa có đủ. Dạ. Chắc là có được tầm khoảng độ một nửa thôi. Dạ. Đấy là còn thiếu hẳn một nửa nữa. Dạ. Như vậy là còn rất là nhiều cái khó khăn ở phía trước. Thì chú cũng phải nói như thế để mà chú cháu mình trong cái quá trình mà làm thì cũng không vội vàng được. Vừa làm vừa chờ đợi vừa hy vọng nha. Dạ. Video này thì Ngân cũng sẽ khép lại tại đây thôi ông bà của chú ạ. Một lần nữa xin cảm ơn các ông bà, các cô chú, các anh chị cùng các bạn. Và nếu như ông bà, cô chú, các anh chị cùng các bạn là khi mà theo dõi video trên kênh Cuộc Sống Tây Bắc mà thấy video ý nghĩa thì rất là mong ông bà, cô chú là cũng cho Ngân xin một lượt đăng ký, một lần chia sẻ và đặc biệt là mong muốn nhận được những cái sự đóng góp xây dựng của các ông bà, các cô chú rất là nhiều để kênh ngày càng phát triển tốt hơn và giúp các hoàn cảnh ngày càng hiệu quả hơn. Cháu Quý nói lời cảm ơn cũng như lời chào đến ông bà đi. Dạ, con cảm ơn các ông bà, các cô chú rất là nhiều ạ. Thì chúc các ông bà, các cô chú có thật nhiều sức khỏe ạ. Ok.